Thông tin mới, vụ hỗ trợ thiệt hại do bão chỉ 2.000 đồng ở Quảng Nam. Liên quan đến vụ hộ dân nhận hỗ trợ thiệt hại do bão 2.000 đồng, theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Tam Vinh, ngoài hộ nêu trên có 30 hộ khác nhận mức hỗ trợ dưới 10.000 đồng. Theo Tiền Phong, chiều ngày 26 tháng 11, Ủy ban Nhân dân xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam đã có báo cáo về việc chi kinh phí hỗ trợ thiệt hại do bão số 6, số 9 năm 2020 trên địa bàn xã. Theo báo cáo, sau bão số 6 và số 9 năm 2020, Ủy ban Nhân dân xã Tam Vinh đã cử cán bộ thống kê thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, nhà ở của người dân. Sau đó, địa phương có thông báo và niêm yết danh sách các hộ dân bị thiệt hại tại nhà văn hóa các thôn, Ủy ban Nhân dân xã. Qua niêm yết danh sách, Ủy ban Nhân dân xã không nhận được nội dung phản ánh ý kiến kiến nghị gì. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân xã đã tổng hợp hồ sơ đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện cấp kinh phí hỗ trợ. Khi Ủy ban Nhân dân huyện Phú Ninh thẩm định và có quyết định phê duyệt cấp kinh phí hỗ trợ, ngày 20 tháng 9 năm 2021, Ủy ban Nhân dân xã tiếp tục thông báo và niêm yết kinh phí, danh sách hỗ trợ và không nhận nội dung phản ánh liên quan. Theo Ủy ban Nhân dân xã Tam Vinh, toàn xã có 588 trường hợp được hỗ trợ thiệt hại về cây trồng, bão số 6 204 trường hợp, bão số 9 384 trường hợp. Trong đó, mức hỗ trợ dưới 10.000 đồng có 31 trường hợp. Liên quan đến trường hợp được hỗ trợ 2.000 đồng là bà Nguyễn Thị Kim Truyện, chú thôn Bình Thạnh. Theo Ủy ban Nhân dân xã Tam Vinh, bà Truyện kê khai và có đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại đối với cây trồng, cây chuối với 10m², thiệt hại trên 70%. Theo quy định tại Nghị định 02/2017/NĐ-CP, diện tích cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm bị thiệt hại trên 70% thì hỗ trợ 4 triệu đồng một hecta. Căn cứ vào diện tích thiệt hại đối với cây trồng và mức độ thiệt hại nên khi áp dụng theo nghị định trên thì sẽ ra mức hỗ trợ mà tiền bà Truyện nhận thực là 2.000 đồng. Về quá trình thực hiện các thủ tục đều đảm bảo theo quy định, kể cả quá trình niêm yết số tiền chi trả cho nhân dân cũng thực hiện trong vòng 30 ngày. Người dân có thiệt hại do mưa bão đề nghị hỗ trợ thì xã ghi nhận để kê khai hỗ trợ theo quy định. Ai thiệt hại ít thì hưởng ít, ai thiệt hại nhiều thì nhà nước hỗ trợ nhiều. Thế nhưng tôi thừa nhận việc người dân đến ngồi chờ nhưng sau đó chỉ nhận được số tiền 2.000 đồng thì rất khó coi. Ông Nguyễn Văn Phú, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Vinh thông tin với VOV. Trước đó tối ngày 25 tháng 11, một tài khoản Facebook cá nhân đăng thông tin kèm hình ảnh nhận hỗ trợ thiệt hại cây cối ngã đổ với số tiền 2.000 đồng. Bà con nghĩ sao? Bỏ cả buổi chiều lên nhận tiền bồi thường bão ngã cây cối năm 2020 với số tiền là 2.000. Bà con cho một bình luận. Tài khoản này viết, hình ảnh đăng kèm là giấy mời người dân đến nhà sinh hoạt văn hóa thôn Bình Thạnh, xã Tam Vinh để nhận tiền hỗ trợ thiệt hại do bão số 6 và số 9 năm 2020 gây ra. Bài viết trên đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận.